Rồi, xe máy cuộn gom cứng kẹt luôn các bạn ơi, hai chiếc luôn các bạn. Này máy nhóc ở trên các bạn ơi, ở đây giữ dây lại nha. Rồi ok. Rồi giờ là chuẩn bị xà lan để cho chiếc máy cuộn gom xuống các bạn. Hai ba chiếc luôn nè. Ở đây máy cuộn gom quá trời luôn. Rồi chiếc này thì hai chiếc này nó xuống rồi. Bây giờ là anh em nhổ neo chuẩn bị di chuyển xuống dưới kia để mà hút tiếp nha. Giờ động ở đây nó gộ lên chỉ trong vài ngày thôi là nó sẽ kết thúc cái vụ lúa hè thu năm nay các bạn. Rồi giờ cái này đi xuống dưới kia nha, đi xuống tuốt dưới đó vậy đó. Rồi cái xà lan đó thì nó đang chuẩn bị để mà đưa hai chiếc máy cuộn gom phân tấn xuống đó các bạn. Quá dữ rồi các bạn. Đó, tiếng máy đó nghe đã thì chân. Rồi xà lan tập bến đúng không các bạn ơi, chuẩn bị xem máy cuộn gom xuống kẹt nha. Rồi bên kia cũng có chiếc chẹt cũng đang di chuyển ra ngoài để chiếc này xuống xong thì cái chiếc kia nó cập bến để cho cái máy cuộn gom bên kia nó xuống luôn các bạn. Rồi giờ là mình xem hai chiếc máy cuộn gom xuống được luôn nha. Rồi cái máy nó đang ra kìa các bạn. Rồi anh này anh lái chiếc máy cuộn gom để di chuyển xuống chẹt nha các bạn ơi. Thì cái hiệu máy cuộn gom này chắc mấy bạn ai cũng gần này ha. Rồi phân tấn luôn mấy bạn. Hiện giờ là người ta hay tuồn và dùng cái hãng này lắm nè. Rồi đây là tài xế lái để đưa chiếc máy cuộn gom xuống và an toàn nè mấy bạn ơi. Ta lái này rất là cứng nha. Đó, ở đây nó hơi bị quất mấy cái cây rồi nên mấy bạn rất là khó thấy mặt của tài xế nha. Đừng quá anh ơi, quá tuyệt vời.
quá an toàn luôn. Tài xế thì rất là lanh nha mấy bạn. Để hôm nào mình có dịp mình sẽ quay anh tài xế lái máy cùng cơm này cho mấy bạn xem. Lái nhanh và rất là khéo kỹ lưỡng luôn. Rồi xong một chiếc. Rồi tiếp theo chiếc máy xà lan này nó chuẩn bị cập bến để cho cái máy cuộn cơm còn lại xuống nha. Rồi cái máy này nhỏ neo đi rồi mấy bạn. Ồ, máy nó quay đầu quá chỉnh. Quá mấy bạn ơi. Cái này nó gặp bến để cho chiếc kia nó xuống nha các bạn. Máy mình bệnh nó nổ quá nổ nha. Vậy. Này nó chưa sát nên nó không lôi xích lên chút xíu mấy bạn để cho nó an toàn khi mà mình xuống máy nha. Rồi, đây là chính là một trong những cái điều mà mấy anh em đi máy cần phải biết nha các bạn. Rồi chúng ta phải xuống đâu đó nó an toàn mới được. Tại vì những cái bờ này cũng chưa chắc là nó chắc chắn nha. Có đôi khi nó có thể là nó sạc bất cứ khi nào á. Rồi. Thì chú này ổng đi nhiều nên ổng có rất là nhiều kinh nghiệm ha. Rồi đây là tài xế chuẩn bị lái máy cuộn gom xuống nha. Rồi chiếc máy còn lại cũng là Phan Tấn các bạn ơi. Rồi chuẩn bị đề máy nha. Xong các bạn. Rồi, chạy xe xuống luôn. Chạy đâu ạ? Ơi, nguy hiểm. Ơi. Căng quá.
bến lên kia để chuẩn bị lên nha các bạn. Rồi đó, nhậu nó xong một chân, còn bên đây một cái nữa. Rồi, rồi đi luôn các bạn ơi. Quá dữ các bạn, đạt quá đạt. Di chuyển lên đằng kia để chuẩn bị lên để hút gom tiếp theo các bạn ơi. Giờ mình sẽ tạm thời dừng video tại đây nha. Rồi chúc các bạn có nhiều sức khỏe nha.